Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Cô My. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn thêm một món dùng để ăn chay nữa. Đó chính là món sườn non chay chiên xả ớt. Món này tuy đơn giản nhưng vô cùng bắt cơm. Sườn thì giòn ngon, cộng thêm đó là mùi thơm của xả ớt. Rất là ngon luôn đó các bạn ơi. Sau đây thì mình mời các bạn vào bếp để thực hiện cùng mình nha. Để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị là một gói sườn non chay. Cái này thì các bạn có thể mua ở các cửa hàng tạp hóa hoặc là các siêu thị đều có bán. Một gói như vậy thì khoảng 20.000 đồng và có khối lượng là 100g nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt bịch sườn này ra bỏ vào thau để mình đem đi ngâm nước. Mình cho nước vào nhiều cho nó ngập lên phần sườn nha các bạn. Mình sẽ ngâm sườn trong nước này khoảng 2 tiếng để cho sườn nó nở mềm ra nha các bạn. Sườn thì mình cũng đã ngâm được 2 tiếng trong nước rồi đó các bạn. Để kiểm tra xem sườn đã đạt chưa thì các bạn dùng tay bóp miếng sườn lại. Nếu như thấy sườn nó nở mềm ra thì như vậy là được rồi. Mình sẽ đem sườn đi rửa sạch lại với nước. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rửa sạch sườn. Trong lúc rửa thì các bạn dùng tay bóp nhẹ để cho sườn nó sạch được từ bên trong luôn. Mình rửa như vậy từ 2 đến 3 nước cho sườn nó thật là sạch nha các bạn. Sườn thì mình cũng đã rửa xong rồi đó các bạn. Mình cũng đã dắt nước cho nó khô ráo luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng tay mình đè đè miếng sườn xuống để cho miếng sườn nó được đẹp nha các bạn. Lúc nãy trong lúc rửa thì mình cũng có dắt mình bóp lại cho nên nó không có được đẹp. Bây giờ thì mình sẽ ép cho miếng sườn nó thẳng ra. Mình sẽ cắt miếng sườn này ra làm 3 phần. Các bạn nhớ cắt theo chiều ngang của miếng sườn nha. Mình cắt như vậy để khi chiên lên miếng sườn nó sẽ được giòn và ngon hơn. Mình cũng đã cắt sườn xong hết rồi đó các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để làm món sườn chay chiên xả ớt. Với 100g sườn non chay thì mình sẽ sử dụng là một trái ớt sừng. Ớt sừng này thì không cay, bạn nào thích ăn cay thì có thể thay bằng ớt hiểm. Tiếp theo là 4 tép tỏi. Bạn nào ăn chay thuần thì có thể thay thế bằng tỏi tây. 100g sả. 1 muỗng canh tương ớt để tạo màu cho món sườn. 2 muỗng canh đường. 2 muỗng canh nước mắm chay. 1 muỗng nhỏ hạt nêm chay. Tiếp tục thì mình sẽ đem sườn đi chiên. Các bạn cho dầu vào chảo, kiểm tra thấy dầu đã sôi rồi thì mình sẽ cho sườn vào để chiên. Trong lúc này thì mình sẽ chiên sườn với mức lửa trung bình để cho sườn nó có cái độ giòn ngon. Trong khoảng thời gian chiên thì các bạn nhớ chở đều để cho sườn nó được chín vàng cả hai mặt. Bây giờ mình kiểm tra xem miếng sườn nào đã vàng rồi thì mình sẽ gấp ra ngoài gỗ để cho sườn nó ráo dầu. Sườn mình cũng đã chiên xong rồi, mình sẽ để ở đây cho sườn nó ráo dầu thì mình sẽ tiếp tục làm. Trong lúc đợi sườn nguội thì mình sẽ đi băm xả. Xả này thì mình sẽ sắc nhỏ ra trước, sau đó thì mình sẽ băm nhuyễn. Các bạn chịu khó mua xả cây, sau đó về mình sơ chế, như vậy thì món ăn nó sẽ ngon hơn. Các bạn sắc gần hết cây xả thì cái phần này mình sẽ bỏ đi nha. Nếu như sắc hết luôn thì món ăn nó sẽ không có được ngon. Xả người ta băm sẵn, có khi người ta để qua đêm thì nó sẽ mất đi cái độ thơm của xả. Xả mình tự sơ chế thì khi làm lên món ăn nó sẽ thơm và ngon hơn. Ớt sừng thì mình sẽ loại bỏ hạt, sau đó mình sẽ sắc nhỏ rồi băm nhuyễn luôn.
Tiếp theo thì tỏi mình sẽ đập dập, sau đó mình băm ra luôn. Tỏi thì mình sẽ không cần băm nhuyễn lắm đâu, mình băm sơ sơ là được rồi. Mình cho một muỗng canh dầu ăn vào chảo để chuẩn bị đi chiên sả ớt. Các bạn thấy dầu sôi rồi thì mình sẽ cho tỏi vào. Tỏi này thì mình sẽ phi cho nó vàng và thơm lên. Tỏi như vậy thì cũng đã được rồi. Tiếp tục thì mình sẽ cho phần sả và ớt vào để xào. Mình sẽ xào cho đến khi nào phần sả và ớt này nó chuyển sang màu vàng thơm là được. Sả này khi xào lên thì mình ăn cũng rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn nào thích ăn sả nhiều thì các bạn chuẩn bị thêm nhiều một xíu cũng được. Sả của mình như vậy cũng đã được rồi, mình sẽ tắt bếp tạm thời để nêm gia vị vào. Mình sẽ cho tất cả các phần gia vị mình đã chuẩn bị từ trước vào. Các bạn nhìn ớt đỏ vậy thôi chứ nó không hề cay nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho vào một muỗng canh tương ớt. Tương ớt này cộng với ớt sừng thì sẽ làm cho món ăn của mình nó có cái màu đỏ đẹp mắt hơn. Cuối cùng thì mình cho thêm vào một muỗng canh nước lọc. Sườn đã chiên rồi cho nên sẽ chín rất là nhanh luôn. Vì vậy mình phải đợi cái phần nước này nó sệt lại thì mình mới cho sườn vào. Bây giờ thì mình cho sườn vào được rồi đó các bạn. Sau khi cho sườn vào thì các bạn trộn đều để cho sườn nó thấm nước sốt. Mình chỉ cần đảo thêm khoảng 3 phút nữa cho nước sốt nó rút hết vào sườn là được rồi. Sườn của mình bây giờ cũng đã được rồi đó các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ tắt bếp và chuẩn bị thưởng thức. Bây giờ thì mình sẽ cho sườn ra ngoài đĩa để ăn. Sườn lên màu rất là đẹp luôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn đó các bạn. Cách kho sườn này thì đảm bảo ăn sẽ rất là ngon và bắt cơm luôn. Các bạn có thể chuẩn bị thêm một ít xà lách, dưa leo, cà chua để ăn kèm thì nó sẽ ngon hơn. Mình mời các bạn ăn thử cùng mình. Sườn thì nó thấm đều gia vị rất là ngon. Miếng sườn thì vàng giòn, thêm vào đó là vị cay cay thơm thơm của sả và ớt. Ăn rất là ngon đó các bạn ơi. Mình có chuẩn bị thêm một chén cơm trắng để ăn cùng nữa. Món này nó có vị mặn rất là vừa ăn, thêm vào đó là mùi sả thì ăn rất là bắt cơm luôn. Các bạn hãy thử thực hiện nhé. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là món sườn chay chiên sả ớt của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì các bạn hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.